là căn cứ vào cái chiến lược thuế cũng như căn cứ vào cái chiến lược tăng trưởng xanh, tức là để mà hạn chế những cái sản phẩm mà gây ô nhiễm cho môi trường, thì đây cũng là một trong những cái việc mà góp phần vào thực hiện cái tăng trưởng xanh, và đồng thời cũng căn cứ vào cái nội dung trong cái luật thuế bảo vệ môi trường. Đấy, thì là đó là cái điều kiện thứ nhất, đó là căn cứ vào tình hình thực tiễn kinh tế xã hội từng thời kỳ, và căn cứ thứ hai đó là căn cứ vào cái sự phát triển cũng như là căn cứ vào cái ô nhiễm môi trường để xem xét và chỉnh cái luật thuế, chỉnh cái điều chỉnh cái thuế suất, điều chỉnh cái mức thuế bảo vệ môi trường. Và cái nội dung của việc trình cái nghị quyết này ấy, thì cũng đã được kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp về khi mà chính phủ trình cái dự án luật. Thì cái dự án luật thuế bảo vệ môi trường thì đã được chính phủ là cho lùi lại đến năm 2019, và trước mắt thì trình để điều chỉnh cái mức thuế trong cái khung thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Và đối với cái điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường như vậy thì tác động đến chỉ số giá cả như thế nào, thì Bộ Tài chính cũng đã có cái phân tích cái tác động cũng như đánh giá về cái tác động của cái điều chỉnh cái mức thuế bảo vệ môi trường. Và theo chúng tôi phân tích đánh giá cái tác động, thì cái chỉ số nếu như với cái phương án điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường như dự thảo đã nêu ấy, và xin ý kiến, thì và nếu như có hiệu lực từ 1 tháng 7 2018 thì cái việc điều chỉnh này sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 năm 2018 so với tháng 6 năm 2018 là khoảng 0,27 đến 0,29%, và sẽ tác động CPI bình quân của năm 2018 là khoảng từ 0,11 đến 0,15%. Và ta biết là theo cái nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2018 thì cái chỉ tiêu tốc độ về tăng giá tiêu dùng bình quân là mức 4%, và như vậy thì cái tác động khi mà tăng thuế thì cái tác động cũng cần phải, chúng tôi cũng đã đánh giá và tính toán, và cái việc tăng thuế bảo vệ môi trường này nó sẽ là thực hiện được cái mục tiêu, trong đó cũng khuyến khích sử dụng năng lượng tài nguyên tiết kiệm hiệu quả, và cũng góp phần khuyến khích để sản xuất tiêu dùng cái hàng hóa thân thiện với môi trường như là xăng E5, xăng E10, dầu diesel V5, V10 và túi ni lông thân thiện với môi trường.